Vô địch Petra Vitova sẽ tái ngộ bại tướng của mình ở chung kết năm 2018 là Garbiñe Muguruza. Muguruza không phải thi đấu bán kết do đối thủ Azarenka bỏ cuộc vì chấn thương. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao BTV. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Bình Dương trên kênh BTV1 trưa và chiều nay gồm 12:30, vòng tròn tâm điểm; 12:45, sống khỏe 360; 12:50, phim sitcom Yêu nhầm con gái ung trùm tập 47; 13:05, phim Thái Lan Chiếc lá cuốn bay tập 1; 13:50, phim Việt Nam Đường chân trời tập 12; 14:35, tin tiếng qua tin tiếng Anh; 14:50, văn hóa thế giới; 15:05, âm nhạc tỏa sáng, hát về mẹ Việt Nam phần 2; 15:45, phụ nữ ngày nay, hiệu quả phong trào thi đua của Hội Phụ nữ Bình Dương; 16:00, nhịp cầu thân ái; 16:15, rạp chiếu phim Metis Công chúa Ori tập 2; 16:30, sắc màu thể thao; 16:35, thế giới 24:00; 16:45, thời sự khiếm thính; 16:55, hành trình tennis; 17:10, phim Việt Nam Ra Diên Anh Cưới Em tập 32; 17:55, qua trong giường bác, bà Nguyễn Thị Mỹ Phương, hội viên phụ nữ phường Lái Thiêu, chủ trường mầm non Phương Mai. Rừng là môi trường sống rất